Thành phố Hồ Chí Minh gỡ tất cả các chốt nội đô. Trước ngày 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải tỏa tất cả các chốt nội đô, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới. Tuy vậy, thành phố vẫn duy trì 12 chốt chính, 39 chốt phụ ở các quận huyện giáp ranh các tỉnh để kiểm soát người ra vào thành phố Hồ Chí Minh, kiểm soát bằng mã QR. Thông tin tại buổi họp báo sáng ngày 30 tháng 9, đại tá Nguyễn Sĩ Quang, phó giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước ngày 1 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải tỏa tất cả các chốt nội đô, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, thành phố sẽ duy trì 12 chốt chính, 39 chốt phụ ở các quận huyện giáp ranh các tỉnh để kiểm soát người ra vào thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan vấn đề người dân mong muốn rời thành phố Hồ Chí Minh về quê, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang nhấn mạnh, người dân không được tự ý đi bằng xe cá nhân. Với 51 chốt của thành phố Hồ Chí Minh, nếu người dân cùng kéo về các tỉnh sẽ gây ra tình trạng ùn tắc, ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của chuỗi cung ứng hàng hóa. Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với công an các địa phương để kiểm soát, xử lý. Nếu người nào cố ý tự ý rời thành phố làm lây lan dịch bệnh có thể xử lý hình sự phó giám đốc công an thành phố hồ chí minh cho biết bà võ thị trung trinh phó giám đốc sở thông tin và truyền thông thành phố hồ chí minh cho biết từ trưa nay 30 tháng 9, khi thành phố Hồ Chí Minh chính thức ban hành chỉ thị mới, thì trang an toàn COVID-19 sẽ hoạt động để người dân lấy mã QR. Các đơn vị Doanh nghiệp tổ chức hoạt động phải vào trang an toàn Covid-19 lấy mã QR. Tương ứng hoạt động sẽ có bộ tiêu chí đánh giá an toàn kèm theo. Cũng trong sáng nay, ứng dụng BC Covid của chính phủ đã chính thức đi vào hoạt động. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chuyển hết dữ liệu của người dùng y tế Hồ Chí Minh vào ứng dụng BC Covid. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có giai đoạn chuyển tiếp Giai đoạn 1 sẽ chuyển toàn bộ người dùng của y tế Hồ Chí Minh vào BC Covid. Sau đó, giai đoạn 2, y tế Hồ Chí Minh sẽ thành một phần của BC Covid. Người dân chỉ cần khai báo đúng số điện thoại và thông tin thì các nội dung sẽ tự động chuyển để tạo tiện ích cho người sử dụng bà Trinh nói. Đại tá Nguyễn Sĩ Quang chia sẻ thêm, trong thời gian ứng dụng BC Covid chưa được cập nhật đồng bộ, người dân có thể trình giấy xác nhận tiêm chủng ít nhất một mũi, hoặc người là F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày có giấy xác nhận cũng được lưu thông. Nếu không thể ứng dụng công nghệ, công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện những thao tác thủ công để tạo điều kiện cho người dân lưu thông, ông Quang nói cũng theo đại tá quang trong thời gian tới công an thành phố hồ chí minh có thể thành lập một số chốt lưu động tổ chức test nhanh y tế khi cần thiết thành phố hồ chí minh mời người lao động ở lại tại buổi họp báo ông Lê Hòa Bình phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết tất cả khu công nghiệp và khu chế xuất đang rất thiếu công nhân lao động đặc biệt là doanh nghiệp FDI trước khi ban hành chỉ thị này lãnh đạo thành phố đã trực tiếp gặp các hiệp hội doanh nghiệp để lấy ý kiến các ý kiến đều mong muốn công nhân quay lại làm việc sản xuất được ưu tiên hai mũi vaccine để không trở nặng nếu bị nhiễm covid 19 Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi 62 tỉnh thành để có quy trình phối hợp đón công nhân trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Người nước ngoài khi nhập cảnh vào thành phố sẽ tiến hành khai báo y tế tại cửa khẩu, và sau đó sử dụng mã QR hoặc các giấy tờ thay thế để tham gia vào các hoạt động tại thành phố. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai gói hỗ trợ đợt ba cho người có hoàn cảnh thật sự khó khăn hiện đang có mặt tại thành phố đảm bảo nguyên tắc đúng đủ đối tượng, không bỏ sót. Ban hành chính sách và kêu gọi nguồn lực xã hội hỗ trợ cho người già neo đơn và các trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Người dân ở lại với thành phố nhận gói hỗ trợ và tiếp tục tham gia sản xuất để cùng thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và phát triển. Ông Lê Hòa Bình nói và cho biết, thành phố cũng triển khai các giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ tạo điều kiện bồi dưỡng củng cố lực lượng lao động trở lại sản xuất kinh doanh không để thiếu hụt lao động